Châu Thành, chùa Nam An tổ chức pháp hội dược sư cầu an đầu năm Nhâm Dần. Sáng ngày 19 tháng 2 năm 2022, nhằm ngày 19 tháng Giêng năm Nhâm Dần, Ni sư Thích Nữ Như Nguyên, trụ trì chùa Nam An, ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, hiệp cùng ni chúng và đạo tràng Phật tử trang nghiêm tổ chức pháp hội dược sư Thất Châu, cầu nguyện quốc thới dân an, dịch bệnh tiêu trừ, chư tín chủ viên thành sở nguyện. Quang Lâm chứng minh tham dự pháp hội có Hòa Thượng Thích Trí Hoàng, chứng minh Ban trị sự do Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, trụ trì chùa Long Thạnh, huyện Gò Công Tây. Hòa Thượng Thích Chân Lệ, chứng minh Ban trị sự do Hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành, viện chủ chùa Thành Phước. Hòa Thượng Thích Nhật Vân, trụ trì chùa Huệ Viễn, thành phố Mỹ Tho. Hòa Thượng Thích Thiện Nhẫn, viện chủ chùa Linh Bửu, huyện Tân Phú Đông. Hòa Thượng Thích Thiện Tài, Ủy viên Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gò Công Tây, trụ trì chùa Phước Thành. Hòa Thượng Thích Tắc Quảng, trụ trì Tổ đình Kim Cang, tỉnh Long An. Chư Tôn Đức Tăng, Quý Ni Trưởng, Ni Sư, Chư Tôn Đức Ni, trụ trì một số tự viện trong tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, cùng Phật tử Đạo Tràng đồng câu hội tham dự. Theo Kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức ghi lại, Đức Phật Dược Sư là giáo chủ thế giới tỉnh Lưu Ly ở phương Đông, trong khi tu hành Bồ Tát Đạo. Ngài có phát 12 đại nguyện giải trừ hết thảy bệnh khổ cho chúng sanh, khiến họ đầy đủ căn lành và hướng về giải thoát. Nên khi thành Phật, Ngài trụ ở thế giới tỉnh Lưu Ly, trang nghiêm như thế giới Cực Lạc. Do 12 đại nguyện rộng lớn này, mà khi thành kính cúng dường Đức Phật Dược Sư, thì hàng Phật tử sẽ đạt được những phước báo vô cùng to lớn. Đó là nguyên nhân các từ viện nói chung và chùa Nam An nói riêng thiết lễ trai đèn Dược Sư Thất Châu cầu an đầu năm, để thành tâm lễ kính, ngưỡng kỳ kiết diệu phò cung, mạng vị tăng sùng, khất tẩy hung tinh thối xả. Bắt đầu khóa lễ, đạo tràng cung thỉnh Chư Tôn Đức Quang Lâm pháp đàn Dược Sư Thất Châu niêm hương đảnh lễ Tam Bảo, sái tinh đàn tràng và đồng hòa âm phùng diễn kinh văn Dược Sư, hồi hướng cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, phong điều vũ thuận, dịch bệnh sớm tiêu trừ. Tại trai đường, thay mặt đạo tràng chùa Nam An, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xuất nhập khẩu Thanh Niên thành phố Hồ Chí Minh và chư Phật tử phát tâm kiến tạo đàn tràng Dược Sư đã dâng lời tác bạch cúng dường lên Chư Tôn Đức Đại Tăng, nêu lên tâm nguyện quý kính Tam Bảo và niềm tin chân chính vào lời Đức Phật dạy trong kinh Dược Sư, ngưỡng mong trượng chú lực cho báo thân mạnh khỏe, nhờ kinh văn cả quyến thuộc khoan hòa, bọn ác ma theo tiếng mõ quy y, mọi tà chướng nghe tiếng chuông cát tán, khắp thế giới hòa bình an lạc, hành đạo từ bi, trong quốc gia hưng vượng phú cường, phát tâm dũng lực. Ban đạo tràng tại pháp hội, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang rất hoan hỷ trước sự trang nghiêm của đạo tràng Dược Sư Thất Châu mà đạo tràng chùa Nam An đã thành tâm kiến tạo. Với sự thanh tịnh chú nguyện của Chư Tôn Đức hôm nay, nguyện cho chánh pháp mãi xương minh, thế giới hòa bình, muôn dân an lạc. Chúc đạo tràng chùa Nam An thời thời hưng thịnh. Thượng tọa cũng thay mặt cho tăng già nhị bộ như pháp thọ nhận sự cúng dường của quý Phật tử tại đạo tràng, đồng thời chúc nguyện cho chư tín chủ được viên thành sở nguyện.